Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 3 căn nhà thuộc Phương Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 3 căn nhà này đã bán 1 và chỉ còn 2 căn, giá bán chỉ hơn 2 tỷ một căn thôi, rất là hấp dẫn. Thiết kế 4 tầng xây mới, diện tích 30m², hướng nhà là hướng Tây Bắc, đường ngõ trước nhà thực tế như ở trên video. Với cái căn nhà này thì có cái ưu điểm lớn nhất đó là gần với lại đường ô tô. Kia là đường ô tô và đây là vị trí 3 căn nhà, toàn bộ sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được ngay 3 cuốn sổ đỏ, 3 đồng hồ điện, 3 đồng hồ nước khác nhau. Họ sẽ quay một căn này để gửi tới cho quý vị. Với thông số nhà 30m, thiết kế như thế nào? Tầng 1 của ngôi nhà, toàn bộ phần mặt tiền đều được chủ nhà là ốp đá granite. Đồng thời với phần cửa chính thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện. Thì với bên ngoài này, chủ nhà thiết kế theo hình thức đây mọi người ạ. Một số cái thì là cửa gấp, một số cái ở bên thì là cửa cuốn ngang này. Tiếp theo, bên trong là lớp cửa gỗ, thiết kế 2 lớp cửa rất là chắc chắn, an toàn và tăng độ thẩm mỹ cho ngôi nhà. Và với phần tầng 1 của ngôi nhà Ngói đang đứng hiện tại đây là phần phòng khách. Với cái thiết kế 4 tầng, công năng sử dụng rất là hợp lý. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp, thiết kế tổng được 3 phòng riêng. Và tầng 1 ở đây thì Ngói đang đứng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, phần sơn cũng như là phần gạch lát nền, thiết bị vệ sinh đều lắp đặt xong hết. Theo đúng như hiện trạng ngôi nhà này, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ trao tay, có hỗ trợ vay vốn với quý vị có nhu cầu. Hướng nhà ở đây là hướng Tây Bắc cả 3 căn. Ngoài ra cùng với cái khu vực này thì Ngọc Ánh đang còn hướng Đông Nam, hướng Đông Bắc để cho quý vị lựa chọn nữa nhé. Đó, đây là phần phòng khách của ngôi nhà, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Phần ở đây với cái phần thiết kế phòng khách, chủ nhà lắp cho chúng ta một cái vách ốp PVC Nalo với cái độ bền của nó khoảng tầm 12-15 năm ở cái phần không gian phòng khách như thế này mọi người ạ. Và ở phần ở trên đây tầng 1 thì chủ nhà thiết kế cho chúng ta một chiếc quạt trần nữa. Đó, với cái phần không gian phòng khách, với cái diện tích 30m, thiết kế 4 tầng thì gọi là tối ưu công năng sử dụng thôi. Còn nếu như để mà nói hoàn hảo theo cái mong muốn của khách hàng thì mỗi một khách hàng mỗi khác. Cho nên mọi người đang xem video của Ngọc Ánh mà cảm thấy phù hợp với tầm tài chính, phù hợp với cái công năng sử dụng, phù hợp với cái nhà mà thiết kế từ tầng 1 Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thì đừng ngại ngần gì mà không gọi cho em để em có thể tư vấn cho mọi người tốt nhất. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp, chủ nhà đã hoàn thiện xong hết chỉn chu cho quý vị với gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp ốp toàn bộ là ốp bếp bằng kính, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt toàn bộ chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, hồ sơ nước xong xuôi. Điện sử dụng là điện lực EVN Hà Nội, nước sử dụng nước sạch sông Đà, hồ sơ điện riêng, nước riêng, bàn giao ngay cho quý vị trong ngày. Ngoài ra, phần tầng 1 phòng khách, phòng bếp thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Với vị trí ngôi nhà này phù hợp với quý vị đi làm ở đâu? Phù hợp với quý vị đi làm với cái cung đường quốc lộ 6, 1 là có thể lên Hà Đông, 2 là có thể xuống dưới Chương Mỹ, 3 là quý vị đi làm theo cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì có thể đi lên Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, khá là hợp lý quý vị nhé. Và cách với từ vị trí ngôi nhà này cách với lại cái mặt đường quốc lộ 6 nó khoảng tầm 300-400m thôi. Xung quanh chợ, trường, phường, trạm, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều thiết kế đầy đủ. Xung quanh khu vực nhà này nó chỉ khoảng tầm 800m, không thiếu một cái gì cho quý vị nha. Ngăn cách giữa phần cầu thang ở đây và phần phòng khách thì chủ nhà lắp một cái vách lam gỗ hợp lý. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng, tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Tầng 2 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng ngủ siêu rộng như thế này. Đó, với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phòng ngủ tầng 2 thiết kế sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đầy đủ cái tính thẩm mỹ cũng như là độ an toàn cho ngôi nhà mà không thiếu ánh sáng tự nhiên cũng như không khí vào bên trong. Đồng thời ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, chủ nhà đều lắp đặt cho quý vị đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Căn phòng này vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ kia mọi người. Đó. Và phần cầu thang và phần
Phòng vệ sinh ở tầng 2 sử dụng ở phía bên ngoài đây. Thì chủ nhà lắp đặt cho quý vị đầy đủ ở đây: quạt hút mùi, đầu chờ, để lắp bình nóng lạnh, bồn cầu liền khối, hệ thống sen cây tắm và lavabo bàn đá đây. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với phòng vệ sinh này thiết kế tương đối rộng, chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới 2/3 trần cho chúng ta, rất là sạch sẽ. Mời quý vị theo chân của anh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà, chắc chắn quý vị cũng đã nhìn ra điều khác biệt rồi đúng không ạ? Trên tầng 3, chủ nhà thay vì thiết kế sàn gỗ thì thiết kế ở đây là gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Còn đâu thì thiết kế giống nhau. Cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên, không khí ở bên ngoài thông thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Với cái căn nhà này, 3 căn thì nằm ở trên mặt ngõ của nhà nước. Và với cách có một nhà là ra tới đường ô tô đi lại, rất là tiện. Và với cái vị trí này ấy, thì thường thường như khách hàng nói đó là ngõ nông. Ngõ nông ở đây là gì? Có một nhà là ra tới đường ô tô thôi. Nó gần với đường ô tô nhất có thể, quý vị nhé. Đây, cửa thông phòng đây, tầng 3. Và phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Vị trí tiện ích cũng như là xung quanh Ngọc Ánh đều đã chia sẻ đầy đủ cho quý vị hết rồi. Cho nên quý vị chỉ cần liên hệ với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn về cái tầm tài chính này, cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng này, giao thông đi lại này, để mọi người có thể đi xem nhà thực tế và chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất cho mình. Sau đây mời quý vị lên khám phá tầng cuối cùng của ngày. Và Ngọc Ánh đang tiến lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh đã chia sẻ ở phía dưới tầng 1 cho quý vị rồi. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Phần ở đây chủ nhà thiết kế riêng cho chúng ta một chỗ để máy giặt. Đây mọi người nhá. Đó. Đây, đầu nước này, điện này, sàn thoát nước. Trên tầng 4 thiết kế công năng một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình là khác nhau. Tuy nhiên, với căn nhà 30m 4 tầng này thì thiết kế được 3 phòng riêng như thế này. Và đây là phần sân phơi. Với căn nhà này thì chủ nhà đổ mái cả 4 tầng, nó không giống như một số cái căn nhà mà thiết kế 3 tầng một tô một sân phơi quý vị nhé. Cho nên giá, vị trí, đường hướng Ngọc Ánh đều đã chia sẻ căn nhà này thiết kế như thế nào thì Ngọc Ánh đã review từ tầng 1 cho tầng 4 cho quý vị rồi. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể hơn nữa thì đừng ngại gì mà không gọi ngay cho nhà tốt Ngọc Ánh, duy nhất hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các khách hàng yêu quý của em ở những video tiếp theo.